xin chào tất cả mọi người. Cuối cùng thì sau rất nhiều những lời đề nghị của mọi người, hãy làm một video về chu trình dưỡng da khi bị mụn ẩn, làm sao để cải thiện cái tình trạng mụn ẩn ở trên da và những cái tình trạng mụn nói chung. Thì ngày hôm nay, sau cái quá trình mà mình trải nghiệm rất nhiều sản phẩm, mình sẽ mang đến cho mọi người một cái chu trình skincare mà mình đã thực sự áp dụng và mình cảm thấy nó rất hiệu quả ở trên da của mình. Tình trạng mụn ẩn hay tất cả các loại mụn khác nhau đều là tình trạng tích tụ dầu thừa, bã nhờn và bụi bẩn ở sâu bên trong nang lông, gây ra bít tắc lỗ chân lông và tạo ra môi trường cho vi khuẩn xâm nhập. Và từ đó thì lâu ngày sẽ sinh ra nhân mụn. Để nói về nguyên nhân bị mụn ẩn cũng như các loại mụn khác nhau ấy thì sẽ có khá nhiều nguyên nhân, nhưng mà mình sẽ liệt kê một vài những nguyên nhân chủ yếu. Đầu tiên mình nghĩ rằng cái nguyên nhân bị mụn ẩn lớn nhất ấy, đó chính là cái chu trình làm sạch da của chúng ta không kỹ càng, như là chúng ta tẩy trang không kỹ này, hoặc có những trường hợp nhá, có những bạn còn không tẩy trang cho da mặt. Thì khi mà chúng ta không tẩy trang cho da mặt ấy, mà chúng ta chỉ sử dụng sữa rửa mặt đơn thuần thì nó sẽ không làm sạch đủ ở trên da, dẫn đến cái tình trạng đó chính là bít tắc lỗ chân lông và gây ra mụn. Nguyên nhân thứ hai ấy, đó chính là các bạn lạm dụng những cái loại mỹ phẩm trang điểm. Ngày xưa thì mình không biết đến cái việc là phải tẩy trang. Mỗi khi mà mình trang điểm ấy, đánh phấn lên ấy mọi người, thì về nhà mình chỉ rửa mặt 2 lần bằng sữa rửa mặt và mình nghĩ như thế đã là sạch rồi. Và phải nói thật với mọi người ấy, ngày xưa mình còn không biết đến cái bông tẩy trang là cái gì, chứ nói gì đến cái nước tẩy trang nha mọi người. Cho nên ấy, cái quá trình cấp 3 cho nên đến khi đại học ấy, mặt mình đã bùng mụn hơn rất là nhiều. Bạn nào mà xem trong cái video chị mụn 10 năm của mình cũng đã biết là ngày xưa cái tình trạng da mặt của mình nó rất là ghê, toàn mụn bọc, mụn ẩn, mụn đầu đen, nói chung mụn gì ở trên mặt mình cũng có cả. Nguyên nhân thứ ba đó chính là chế độ ăn uống và sinh hoạt, có thể như là chúng ta ăn nhiều loại thức ăn nhanh này, ăn nhiều đồ ngọt, thức khuya hay đơn giản là bị stress ấy, thì cái tình trạng mụn nó cũng sẽ trầm trọng hơn rất là nhiều. Và nguyên nhân thứ tư đó chính là vấn đề nội tiết tố. Thì mình nghĩ rằng ấy, những em nào mà ở trong độ tuổi dậy thì ấy, thì bị cái vấn đề này rất là nhiều. Cho nên về cái vấn đề nội tiết tố này ấy, thì chúng ta cần phải có một chu trình chăm sóc da thật là khoa học và lành mạnh. Từ đó chúng ta sẽ có một làn da sạch mụn và sáng khỏe nha. Bạn nào mà đã theo dõi mình từ rất là lâu rồi thì mọi người cũng biết là cái quan điểm làm việc của mình từ trước đến nay ấy, là khi sử dụng một cái sản phẩm gì đó ở trên da hoặc là áp dụng một cái chu trình skincare ở trên da, nếu thực sự nó có hiệu quả trên da của mình ấy thì mình mới lên video. Cho nên mình mong rằng là mọi người sẽ có cái nhìn thật là khách quan đối với những cái sản phẩm mà mình giới thiệu với mọi người trong video ngày hôm nay nhé. Có khá là nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng ấy, nhìn da mặt của mình như thế này thì làm gì có mụn mà chị, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ để cái hình ảnh da của mình bị mụn ở đây cho mọi người được thấy nhá. Mặc dù mình đã vệ sinh da cực kỳ sạch sẽ khoa học này, thế nhưng mà mụn thì nó vẫn mọc mọi người ạ. Đầu tiên ấy, đối với chu trình chăm sóc da buổi tối, mọi người đừng bao giờ quên cái vấn đề đó chính là tẩy trang. Kể cả các bạn không trang điểm, không bôi kem chống nắng, không bôi kem dưỡng da thì chúng ta vẫn nên tẩy trang sạch sẽ. Với môi trường ô nhiễm như bây giờ và tình trạng bụi mịn ấy, thì khi chúng ta đi ra đường thì mọi người sẽ thấy rằng cái da mặt của chúng ta bám rất là nhiều bụi. Cho nên mình đã nhấn mạnh rất là nhiều lần rồi, mọi người luôn luôn phải tẩy trang. Hai loại nước tẩy trang ấy mà mình luôn luôn sử dụng trong chu trình skincare của mình đó chính là La Roche-Posay và Bioderma, cái chai màu hồng đấy nha mọi người. Về cả hai cái loại nước tẩy trang này thì mình không cần phải nói quá nhiều nữa. Đây là hai loại nước tẩy trang mà mình thích nhất. Mình cũng không nhớ nổi là mình đã sử dụng hết bao nhiêu chai nước tẩy trang La Roche-Posay loại dành cho da nhạy cảm này nữa. Đây mọi người có thể thấy này. Nếu như để chấm điểm ấy thì mình sẽ chấm cho cái nước tẩy trang Bioderma này 8 điểm này. Còn cái chai nước tẩy trang của La Roche-Posay sẽ là 9 điểm rưỡi nha mọi người. Đây là cái sản phẩm nước tẩy trang mà mình cực kỳ thích. Điểm khác biệt lớn nhất ở cả hai cái sản phẩm này đó chính là cái sản phẩm Bioderma này nó sẽ tẩy trang kém hơn một chút so với cái sản phẩm La Roche-Posay. Và bên cạnh đó, cái sản phẩm nước tẩy trang của nhà La Roche-Posay ngoài công dụng tẩy trang thì nó còn có công dụng đó chính là làm dịu da. Đối với những bạn nào đang có cái tình trạng da kích ứng, mình luôn recommend mọi người nên sử dụng cái sản phẩm nước tẩy trang đến từ nhà La Roche-Posay này. Nhưng nếu như mọi người không tìm mua được cái sản phẩm nước tẩy trang La Roche-Posay này thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái nước tẩy trang Bioderma này. Và cả hai cái sản phẩm nước tẩy trang này nó đều không làm cho cái làn da của mình bị nổi mụn nhiều hơn. Và bên cạnh đó, nó rất là nhẹ dịu ở trên da, khả năng tẩy trang cũng rất là ổn, cho nên mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn nhé. Xong bước tẩy trang cho buổi tối sẽ là bước sữa rửa mặt cho buổi tối nha mọi người. Hai sản phẩm sữa rửa mặt cho buổi tối mà mình recommend mọi người sử dụng, đầu tiên đó chính là cái sản phẩm PHA 5.5 đến từ nhà Bye-Bye Wonderbath. Đây là một tip sữa rửa mặt nội địa nha mọi người. Cái này ấy thì nó có một chút hương liệu ở trong đấy, nhưng mà cái mùi thơm của nó rất là nhẹ nhàng, không hề gây tình trạng kích ứng ở trên da, không làm khô da. Sau khi rửa mặt xong mọi người sẽ thấy rằng cái da của mọi người ẩm mịn hơn rất là nhiều. Thì cái sản phẩm này có giá khoảng tầm từ 150.000 cho đến 160.000, chưa được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Nhưng thực tế là mình cực kỳ thích cái sản phẩm này, cho nên trong nhà của mình ấy luôn luôn có một cái tip sữa rửa mặt thay thế như thế này, để trong cái trường hợp cái tip sữa rửa mặt này nó hết ấy thì mình sẽ có ngay một cái tip sữa rửa mặt khác để sử dụng. Đây là một cái sữa rửa mặt mà mình rất recommend cho mọi người sử dụng vào buổi tối trong cái chu trình skincare của mọi người có sử dụng treatment ở trên da, bởi vì thực tế nó rất là nhẹ nhàng, làm dịu da rất là tốt. Nếu như các bạn không tìm được cái loại sữa rửa mặt này ấy, để sử dụng thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái sữa rửa mặt của nhà Hada Labo loại màu trắng này nhá. Đây là một cái sản phẩm sữa rửa mặt mà mình đã review từ rất là lâu rồi. Nếu như để
đánh giá về những cái loại sữa rửa mặt bình dân bán ở siêu thị, dễ mua và giá cực kỳ rẻ, khoảng tầm 50-60 nghìn, thì mình luôn luôn recommend mọi người sử dụng cái sản phẩm sữa rửa mặt Hadalabo này. Cái sản phẩm này thì nó không có hương liệu, khi sử dụng vào trên da nó cũng làm ẩm da hơn rất là nhiều, và bên cạnh đó cái độ pH của sản phẩm này cũng khoảng tầm 5.5 cho đến 6, sử dụng vào trên da cực kỳ an toàn. Nếu như ở nhà mọi người đang sử dụng loại sữa rửa mặt nào tạo bọt ở trên da tốt, làm sạch sâu mà nó cũng không làm khô da, có độ pH chuẩn từ 5.5 cho đến 6, thì mọi người hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng những cái loại sữa rửa mặt đó nha mọi người. Tiếp theo đó thì mọi người hãy sử dụng một loại treatment ở trên da. Mình lấy ví dụ trong video ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng BHA và azelaic acid nha mọi người. Lý do vì sao mà ngày xưa mình nói mọi người rằng ấy là mình không hợp với BHA, cứ sử dụng BHA của nhà Polachoy, cái loại 2% BHA liquid này này, mặc dù nó ở dạng rất là lỏng rồi, nhưng khi bôi ở trên da nó không để thấm được vào da, nó cứ dính dính và dấp dấp ở trên da ấy mọi người. Cho nên cái sản phẩm này khi mà mình sử dụng ấy thì mình thấy ra cái tình trạng mụn ở trên da của mình nó đẩy lên, nó không làm cho cái con mụn nó xe đầu vào, nó tự dụng đi, mà nó cứ đẩy mụn lên như vậy và đẩy toàn mụn viêm nha mọi người. Và sau này ấy, khi mà mình đã sử dụng BHA của nhà COSRX và BHA của nhà Obagi thì mình mới nhận ra một điều, không phải là mình không phù hợp đối với BHA mà hoàn toàn mình không phù hợp đối với cái sản phẩm BHA của nhà Polachoy. Đây cũng là cái sản phẩm mà mình không recommend cho mọi người sử dụng, bởi vì nếu như lướt qua một vòng trên các diễn đàn làm đẹp ấy, hoặc ở trên các cái phần bình luận review về các sản phẩm thì mọi người sẽ thấy rằng đa số những bạn mà sử dụng cái BHA của nhà Polachoy này, có những bạn ấy thì sẽ thấy da cải thiện, nhưng mà cũng có những bạn sẽ bị mụn viêm rất là nhiều, và cái tình trạng mụn của mọi người ấy, nó sẽ không chấm dứt được, nó cứ dai dẳng mãi như vậy. Cho nên nói thật với mọi người, đây là một cái sản phẩm mà thực sự mình rất là sợ luôn. Bạn nào mà có hợp đối với sản phẩm này thì các bạn cứ tiếp tục sử dụng nhé. Còn cái sản phẩm BHA ấy mà mình thấy hiệu quả nhất, mạnh nhất, mà nhanh nhất ở trên da ấy, mà mình sẽ recommend cho mọi người sử dụng, đó chính là cái sản phẩm BHA đến từ nhà Obagi. Đây là một cái sản phẩm BHA mà thực sự bạn nào đang có tình trạng mụn nhiều ở trên da, mà cái tuýp da của các bạn từ da thường cho đến da hỗn hợp thiên dầu, da dầu ấy, thì mọi người sử dụng cái sản phẩm này phải gọi là bá đạo luôn. Chỉ cần một cái chai BHA của nhà Obagi này thì mình nghĩ rằng cái tình trạng mụn ở trên da của mọi người ấy, nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Lý do vì sao? Cái sản phẩm BHA của nhà Obagi này ấy, thì nó có nền cồn, và chính vì nó có nền cồn ấy cho nên là nó thấm rất nhanh vào da và nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ ở trên da, bởi vì nó đi sâu được vào trong lỗ chân lông nha mọi người. Đối với cái sản phẩm của nhà Obagi này hay là cái sản phẩm của nhà Polachoy, đối với hàm lượng là 2% BHA, mọi người đều phải test thử một phần ở trên da mặt sau 24 tiếng. Nếu như thấy cái vùng da đấy nó không bị kích ứng mạnh mẽ lên thì mọi người mới có thể sử dụng cái sản phẩm này. Trong cái sản phẩm này nó sẽ có một vài những lưu ý như sau: nó có cồn này, nó có bạc hà và nó có hương liệu. Và cái mùi của cái sản phẩm này thì phải nói thật với mọi người, trong những cái lần đầu tiên mình sử dụng cái sản phẩm này thì mình cảm thấy hơi sốc, bởi vì nó có giống như cái mùi của kẹo cao su ấy mọi người. Và cái màu của sản phẩm này khi mà mở cái chai ra ở bên trong, mọi người cũng sẽ thấy rằng nó rất là lạ nhá. Nó có cái màu tím mọi người ạ. Và khi mà sử dụng cái sản phẩm này lên trên da ấy, trong 2 tuần đầu tiên chỉ nên sử dụng là 3 lần trên 1 tuần. Các ngày còn lại mọi người chỉ nên bôi toner và dưỡng ẩm như bình thường nhé. Tiếp theo đó đến tuần thứ 3 thì mọi người có thể sử dụng cái sản phẩm này xen kẽ cùng với azelaic acid hay là cái sản phẩm Mega Duo mà mình đang có ở trên tay này. Tức là mình lấy ví dụ nhá, 357 mọi người sử dụng cái sản phẩm BHA của nhà Obagi này ấy, thì 246 chủ nhật thì mọi người sử dụng cho mình cái sản phẩm Mega Duo này, hay còn gọi là azelaic acid. Đây là một cái thành phần cũng giúp đẩy mụn ở trên da nhưng mà nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, và bên cạnh đó nó còn giúp làm sáng da và trị thâm ở trên da. Cho nên hai cái sản phẩm này mà kết hợp cùng với nhau ấy, nó sẽ làm cho cái tình trạng đẩy mụn ở trên da của mọi người nhanh hơn, và bên cạnh đó nó còn giúp giảm thâm ở trên da nữa. Để nói về cái sản phẩm BHA của nhà Obagi nhá, như mình đã nhấn mạnh ấy, thì đây là một sản phẩm cực kỳ mạnh. Da bạn nào mà có làn da dầu ấy, cực kỳ khỏe ấy, thì mình nghĩ rằng sau khoảng tầm 3 đến 4 tuần làm quen đối với sản phẩm này thì mọi người có thể sử dụng cái sản phẩm BHA của nhà Obagi này mỗi tối, và có thể sử dụng cái sản phẩm Mega Duo này vào buổi sáng nha mọi người. Nhưng mà đối với những bạn nào ấy có cái làn da không quá khỏe ấy, thì mình nghĩ rằng mọi người nên sử dụng cái sản phẩm BHA này cách ngày, và sau đấy thì xen kẽ sử dụng cái Mega Duo này sẽ tốt hơn nha mọi người. Vì thực tế ở trên website của nhà Obagi này mình thấy có chia sẻ rằng có thể sử dụng tối đa cái sản phẩm này là 2 lần trên một ngày. Nhưng đối với những bạn nào ấy mà các bạn đã từng sử dụng cái sản phẩm này, mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này rất là mạnh. Cho nên mình vẫn khuyên là mọi người nên làm quen từ từ đối với sản phẩm này. Khi sử dụng cái sản phẩm BHA của nhà Obagi này ấy, chỉ sau khoảng tầm 3 đến 4 lần sử dụng, mọi người sẽ thấy rằng cái mụn ở trên da của mọi người nó bắt đầu đẩy lên. Và đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải chấp nhận. Khi mà mụn đẩy lên, mọi người sẽ thấy rằng nó không phải đẩy mụn viêm, mà nó sẽ đẩy dạng mụn đầu đen ở trên da nha mọi người. Mà kể như nó mà có đẩy mụn bọc ở trên da thì cái con mụn bọc đấy nó cũng xe đầu rất là nhanh và nó sẽ tự dụng đi. Và bạn nào khi sử dụng cái sản phẩm này trong khoảng tầm 3 lần đầu tiên, mọi người sẽ thấy rằng khi bôi lên trên da, bởi vì nó có bạc hà mà,
nó rất là mát. Và bên cạnh đó nhá, khi sử dụng đến tuần thứ 3, tuần thứ 4, mỗi lần mà khi bôi cái sản phẩm này lên trên da, mọi người sẽ thấy rằng cảm giác nó hơi rát. Cách sử dụng ấy thì cực kỳ đơn giản, mọi người chỉ cần lấy cái bông tẩy trang nhấn vào trên cái vòi pump của cái sản phẩm này, nó giống như là cái sản phẩm nước tẩy móng tay ấy mọi người. Cấu tạo của nó y hệt như vậy, mọi người cứ nhấn liên tục như thế này và lấy ra một cái lượng vừa đủ. Và chúng ta nên chọn cái loại bông tẩy trang mà nó mỏng một chút xíu, đừng chọn cái loại bông tẩy trang dày, bởi vì nó sẽ thấm cái dung dịch này vào bông tẩy trang và cảm giác nó rất là phí, dùng rất là hao ấy. Và khi mà thấm ra bông tẩy trang một cái lượng thích hợp như vậy thì mọi người hãy lau nhẹ nhàng ở trên da mặt. Mọi người nhớ nhá, là lau nhẹ nhàng trên da mặt và không miết quá kỹ ở trên da, nó sẽ làm cho cái tình trạng châm chích ở trên da nó gia tăng rất là mạnh mẽ. Và đối với những bạn nào đang có tình trạng mụn cực kỳ nhiều và bên cạnh đó các bạn muốn cải thiện tình trạng mụn nhanh ấy, sau khi rửa mặt xong để mặt khô, mọi người trực tiếp sử dụng cái sản phẩm BHA của nhà Obagi này luôn cho mình mà không sử dụng toner ở phía đằng trước. Còn đối với những bạn nào mà các bạn có tình trạng da nhạy cảm một chút xíu hoặc là các bạn da khô, các bạn cũng có thể sử dụng cái BHA của nhà Obagi này được. Nhưng mọi người lưu ý nhá, nên sử dụng đệm một cái lớp toner ở phía đằng trước đối với cái sản phẩm này để giảm cái tác dụng mạnh mẽ của cái sản phẩm này xuống. Và cái sản phẩm toner mà mình recommend cho mọi người sử dụng đó chính là cái chai Clair tím này nha mọi người. Đây là một cái sản phẩm mà khi mình sử dụng ở trên da mình thấy rằng nó rất là thích hợp để sử dụng chung với cả BHA hoặc là retinol nha mọi người. Thành phần chính của nó sẽ có sodium hyaluronate này, giúp dưỡng ở mặt trên da, beta glucan giúp làm dịu da này, và còn có chiết xuất từ rau má. Nói chung đây là một cái sản phẩm toner giúp dưỡng ở mặt trên da, làm dịu da rất là tốt. Nhưng nó có cái đặc điểm đó chính là sau khi sử dụng cái toner này, da của mọi người sẽ không có cảm giác dính dít và nặng mặt. Cho nên đây là một cái sản phẩm cực kỳ thích hợp để sử dụng chung với các loại treatment. Sau khi để cho cái toner này nó hơi ráo ở trên da thì bước cuối cùng mọi người hãy sử dụng cho mình một cái loại kem dưỡng ẩm và phục hồi da. Lưu ý là không phải kem dưỡng ẩm thông thường mà hãy sử dụng những kem dưỡng ẩm có chức năng phục hồi da, vì thực tế BHA của nhà Obagi nó rất là mạnh. Mọi người sẽ không tránh được cái tình trạng châm chích và bong chóc ở trên da, da của mọi người nó sẽ khô hơn rất là nhiều. Thì hai cái loại kem dưỡng phục hồi mà mình recommend cho mọi người sử dụng đó chính là Aven Sisafat. Bạn nào đã từng sử dụng cái sản phẩm này thì mọi người cũng sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó tốt hơn cái sản phẩm B5 của nhà La Roche-Posay rất là nhiều nha mọi người. Chỉ khác một điều đó chính là cái kem này kết cấu nó rất là đặc, cho nên đối với những bạn nào da dầu ấy, có thể là mọi người sẽ không thích cái sản phẩm này, nhưng nó sẽ không hề gây bít tắc lỗ chân lông và không gây thêm mụn mới nha mọi người. Đây cũng là một cái sản phẩm mà được rất nhiều bác sĩ da liễu khuyên dùng, cho nên mọi người cứ an tâm sử dụng nhá. Nhưng mà nó phù hợp nhất là đối với những bạn từ da thường đến da khô. Còn đối với những bạn nào da dầu ấy thì mình cực kỳ recommend cho mọi người sử dụng cái sản phẩm kem dưỡng phục hồi Kinetin đến từ nhà Obagi. Kem dưỡng Aven Sisafat này khi bôi lên trên da nó khá là nặng, nhưng cái kem dưỡng Kinetin này khi bôi lên trên da mọi người sẽ thấy rằng cái da của mọi người nó không hề có cảm giác bị bí da, bị nặng mặt hay bị bóng mặt nha mọi người. Cái kem dưỡng này nó rất là phù hợp đối với tất cả các loại da. Kết cấu của nó khi bôi lên trên da nó không quá nhờn, không quá bí, không nặng mặt. Nhưng cái hiệu quả dưỡng ẩm và phục hồi da của nó thì phải gọi là cực kỳ bá đạo. Nó sẽ cân được tất cả những cái loại treatment mạnh ở trên da, thậm chí cả tretinoin nhá, retinol, chứ đừng nói đến BHA hay là azelaic hay là AHA nhá. Và trong cái sản phẩm này sẽ có thành phần chính là kinetin, giảm thiểu nếp nhăn và giúp da tươi mới này. Có panthenol này giúp cấp nước và làm dịu da, và có vitamin E chống lão hóa và giữ ẩm ở trên da. Khi sử dụng cái sản phẩm này mọi người sẽ thấy rằng á, là cái da của mọi người nó sẽ giảm thiểu được toàn bộ tình trạng bong chóc, đỏ da và kích ứng ở trên da. Nó chỉ có một cái đặc điểm, đó chính là nếu như sau khi mọi người sử dụng BHA hoặc là retinol ấy mà bôi cái kem này lên ấy thì nó sẽ có cảm giác hơi châm chích, hơi rát nhẹ, nhưng mà cái cảm giác đấy nó sẽ giảm sau khoảng tầm từ 30 giây cho đến 1 phút nha mọi người. Hiện nay ở trên website chính hãng cũng như là ở trên Shopee Mall thì cái sản phẩm này được bán ra với giá là 1.650.000. Giá thành rất là cao. Với dung tích chỉ có 50ml thôi nha mọi người. Phải nói thật đó là điểm trừ lớn nhất của sản phẩm này. Nhưng mà vì mình quá thích cái kem dưỡng này luôn mọi người ạ, và mình nghĩ rằng là mình sẽ gắn bó lâu dài đối với kem dưỡng này. Còn đối với những bạn nào các bạn không có kinh tế thì mình vẫn recommend mọi người sử dụng cái kem dưỡng Aven Sisafat này để phục hồi ở trên da. Và mọi người lưu ý này, chúng ta cần theo dõi sát sao cái tình trạng da và đừng quá cứng nhắc trong chu trình skincare. Khi đã hết mụn rồi thấy cái nền da của chúng ta cải thiện hơn rất là nhiều rồi thì mình nghĩ rằng đối với cái sản phẩm BHA của nhà Obagi này thì mọi người chỉ nên duy trì sử dụng từ 1 đến 2 lần một tuần thôi. Còn đối với những bạn nào da các bạn cảm thấy không thể tải được cái sản phẩm này nữa thì mọi người có thể hoàn toàn ngừng cái sản phẩm này luôn. Và mỗi tối chúng ta sử dụng cái sản phẩm Mega Duo này để ngăn ngừa cái tình trạng mụn quay trở lại. Thực tế cái sản phẩm Mega Duo này nó sẽ ngăn ngừa mụn quay trở lại rất là tốt. Mọi người lưu ý nhá, là đối với những bạn nào da cực kỳ nhạy cảm, nhiễm độc kem trộn và đã lột tẩy da do thuốc rượu rồi thì mọi người không nên sử dụng cái sản phẩm BHA của nhà Obagi. Mọi người nên phục hồi da khỏe đã,
sau đó mọi người mới nên sử dụng cái sản phẩm này nhá. Đó là skincare vào buổi tối nhá. Còn skincare vào buổi ngày, đầu tiên đó chính là cái sản phẩm sữa rửa dịu nhẹ cho mặt và toàn thân, có tên gọi là Cetaphil. Đây là một cái sản phẩm sữa rửa mặt không tạo bọt ở trên da, làm sạch da rất là nhẹ nhàng. Và bên cạnh đó, khi sử dụng cái sản phẩm này thì mọi người cũng sẽ thấy rằng cái làn da của mọi người sẽ được làm dịu xuống rất là nhiều. Da bạn nào đang cực kỳ kích ứng ấy thì mình recommend mọi người sử dụng Cetaphil, còn da bạn nào bình thường thì mình recommend mọi người sử dụng cái sản phẩm sữa rửa mặt low pH này. Cái sản phẩm này nó có một cái đặc điểm, đó chính là nó có cái mùi trầm trà hơi nồng, cho nên đối với những bạn nào các bạn không thích mùi hương ở trong những sản phẩm sữa rửa mặt thì có thể là các bạn sẽ không ưng ý cái sản phẩm này. Nhưng mà đây vẫn là hai cái sản phẩm khi mà mình sử dụng ở trên da vào buổi sáng mình thấy nó cải thiện cái da của mình hơn rất là nhiều, cho nên mọi người có thể thử sử dụng nhá. Tiếp theo đó, vào buổi sáng ấy, nếu như mọi người áp dụng cái chu trình đó chính là buổi tối BHA của nhà Obagi và buổi sáng là cái sản phẩm Mega Duo này, thì sau đó mọi người tiếp tục sử dụng cái sản phẩm toner clear này và một lớp kem dưỡng ẩm nha mọi người. Và bước cuối cùng sẽ là kem chống nắng nha mọi người. Khi mọi người sử dụng những cái loại treatment ở trên da, mình lấy ví dụ như là azelaic acid này, AHA, BHA, retinol hay là tretinoin ấy, thì mọi người lưu ý là chúng ta luôn luôn phải bôi kem chống nắng 365 ngày, không ngày nào được quên bôi kem chống nắng, kể cả ngày nắng, ngày mưa, ngày vui, ngày buồn, tâm trạng như thế nào luôn luôn phải bôi kem chống nắng. Hai cái loại kem chống nắng mà mình recommend cho mọi người sử dụng trong cái chu trình skincare ngày hôm nay đó chính là kem chống nắng Vichy và kem chống nắng của nhà La Roche-Posay. Lý do vì sao? Cái kem chống nắng của nhà Vichy này ấy, thì nó sẽ có kết cấu ẩm hơn một chút xíu. Còn cái kem chống nắng của nhà La Roche-Posay này ấy, thì nó sẽ có kết cấu rất là ráo ở trên da và nó kiềm dầu bám vào da cực kỳ tốt. Xét về độ bám, độ kiềm dầu ở trên da thì kem chống nắng của nhà La Roche-Posay này tốt hơn rất là nhiều. Đây là dòng Anti-Shine Antelius XL và đây luôn là cái kem chống nắng ấy mà mình sử dụng từ trước đến nay rất là nhiều trong cái chu trình skincare của mình. Thậm chí có cái tip kem chống nắng mọi người có thể thấy này, là khi mà mình hết rồi mình chưa mua mình còn phải cắt nó ra như thế này để sử dụng mà, thì mọi người cũng đã biết rằng là mình thích cái kem chống nắng này đến mức như thế nào. Có nhiều bạn phản ánh rằng ấy, đây là một cái kem chống nắng có cái kết cấu cực kỳ tệ, cái lớp finish ở trên da nó rất là gớm, bởi vì khi bôi lên trên da thì nó khô rất là nhanh và nó cứ bị vón cục ở trên da, nó không đều ở trên da ấy. Thì cách đơn giản nhất để xử lý với cái tình trạng đó, đó chính là chúng ta nên bôi một cái lớp serum dưỡng ẩm hoặc là kem dưỡng ẩm ở bên dưới, thì mọi người sẽ thấy rằng cái lớp finish của cái kem chống nắng Anti Shine Antelius này thực tế nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Kể cả mọi người đi từ sáng cho đến tối, bôi từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối về đến nhà, mọi người vẫn sẽ thấy rằng cái kem chống nắng này nó bám rất là dai ở trên mặt, rất phù hợp đối với những bạn nào mặt da nhiều mồ hôi và sử dụng vào trong mùa hè. Thì mình phải nói thật, đây là cái kem chống nắng mà mình yêu vô cùng luôn. Mình có rất là nhiều những cái loại kem chống nắng hot hit này, ví dụ như là cái On Treat này mọi người cũng khen rất là nhiều nhá, cho đến cái kem chống nắng Cancer Calcium, mình không biết là mình đọc có đúng hay không. Thậm chí mình còn có cái kem chống nắng Hamilton, rồi mình còn có cả cái kem chống nắng Nivea Sun UV mà mọi người khen rất là nhiều này. Nhưng mà lý do vì sao ấy, sau khi sử dụng những cái loại kem chống nắng này, mình đều quay về đối với kem chống nắng Anti Shine này của nhà La Roche-Posay và kem chống nắng của nhà Vichy. Điều đơn giản đó chính là cả hai cái kem chống nắng này nó nâng tông da rất là tốt, nó bám trên da tốt và bên cạnh đó mọi người sẽ không cần make up quá nhiều. Còn tất cả những cái kem chống nắng còn lại khi bôi lên trên da mình vẫn thấy rằng nó rất là ẩm và nó rất là bóng da, cực kỳ nhanh trôi luôn nha mọi người. Bôi trong mùa đông còn đỡ, nhưng nếu như bôi trong mùa hè chỉ cần ra mồ hôi một cái là cái kem chống nắng nó sẽ lỗ chỗ ngay lập tức. Và khi sử dụng kem chống nắng thì lưu ý là cứ cách 4 tiếng chúng ta phải bôi lại một lần. Nếu như mọi người chưa biết cách bôi lại kem chống nắng như thế nào thì mình sẽ để cái hình ảnh video mà mình đã hướng dẫn cách bôi lại kem chống nắng ở đây, cực kỳ hiệu quả, đơn giản cho mọi người có thể tìm hiểu thêm nhé. Ok, đó là cái chu trình skincare vào buổi tối và cả buổi sáng của mình trong cái quá trình mình trị mụn ẩn và các loại mụn ở trên da. Nếu như áp dụng cái chu trình skincare này đối với những bạn nào da cực kỳ nhiều mụn nhé, mình đảm bảo sau 2 tháng mọi người sẽ thấy cái da mặt của mọi người cải thiện hơn rất là nhiều, và sau 3 tháng cái tình trạng mụn trên da của mọi người gần như nó sẽ được chấm dứt. Còn đối với những bạn nào mà muốn chống lão hóa ở trên da, làm cho cái làn da của các bạn lên một tầm cao mới, căng bóng hơn, đẹp hơn, trẻ hơn rất là nhiều, thì mọi người có thể xem cái video mà mình hướng dẫn cách mình sử dụng retinol ở trên da như thế nào để đạt cái hiệu quả tối ưu và da đẹp mỹ mãn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ zoom sát lại cho mọi người được thấy cái làn da của mình. Đây mọi người có thể thấy này, thì cái nền da của mình ấy, cái phần mụn ẩn ấy ở hai bên cái má này và xung quanh miệng ấy, nó đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Và đối với những bạn nào mà sử dụng BHA của nhà Obagi ấy, thì mọi người cũng sẽ thấy rằng nó hoạt động rất là nhanh và cái mụn nó đẩy lên cực kỳ nhanh. Thậm chí ở trên trán của mình hiện nay chỉ có một con mụn như thế này, nhưng mà nếu như sử dụng cái BHA của nhà Obagi này thì mình khẳng định chỉ sau khoảng tầm từ 3 đến 4 ngày, lâu lắm là 5 ngày, con mụn này nó sẽ trồi lên và nó sẽ tự rụng đi luôn nha mọi người. Về cái mức giá ấy, thì cái BHA của nhà Obagi này có mức giá khoảng tầm 880.000, còn về cái mức giá BHA của nhà Polachoy có mức giá khoảng tầm là 910.000, cũng không chênh nhau quá nhiều. Nhưng mà nếu như các bạn không tin những cái điều mình nói trong video ngày hôm nay thì mọi người cứ thử
mua cả hai cái sản phẩm này về và mọi người thử test ở trên da của mọi người để xem cái hiệu quả như thế nào nhé. Vậy là mình đã chia sẻ xong về cái quá trình trị mụn ẩn và các loại mụn ở trên da của mình như thế nào để chấm dứt tình trạng mụn ẩn nhanh chóng và hiệu quả. Cho nên mọi người có thể áp dụng theo mình và bên cạnh đó đừng quên lắng nghe cái làn da của mình để có một chu trình skincare hợp lý nhất và khoa học nhất nha mọi người. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe, đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nhá. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.